Hello, xin chào tất cả các chị ạ. Rồi hello tất cả các chị ở trong livestream của em ngày hôm nay luôn nha. Thì mấy chị ơi, mình có nhớ là mình đang muốn mua những mẫu đồ gì không ha mấy chị ha. Rồi hiện tại mà chị nào đang có ở trong livestream của em ngày hôm nay á thì mình nhớ là comment lên giúp em nha. Chị nào mà đang có ở trong livestream ngày hôm nay của em thì mình nhớ là nhanh tay comment lên giúp em để em biết là mấy chị có ở trong livestream nha. Để em sale những mẫu đồ với giá là 69.000 cho mấy chị nha mấy chị yêu ơi. 69.000 cho mình nha, cho nên là mình nhanh tay lên giúp em. Rồi, hiện tại á là mấy chị ơi, mình nhớ chị nào mà mình đang muốn mua đồ đẹp với giá 69.000 thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Cho nên là mình nhanh tay lên giúp em nha mấy chị nha. Rồi. Rồi cho nên là nhanh tay lấy em nè. Chị ơi mua sỉ đầm với zoom. À mình để lại cho em số điện thoại khoảng trống sỉ nha chị nha. Hello chị Nga Trần nè, hello chị Hương Liên, hello chị Thảo Quân, hello chị Nguyễn Trang nha chị nha. Rồi mấy chị ơi, cho nên là mình nhanh tay lên giúp em mình chia sẻ giúp em nè. Thì mình mới được mua đồ 69.000 nha mấy chị nha. Đây nha. Rồi mấy chị ơi, rồi Đang ơi sao chị không có hàng vậy em? À chị ơi, chưa không có nhân viên gọi điện thoại cho mình hay sao ạ? Chị Ngọc Hoài Ngọc Lê ơi, em không hiểu nha, là chưa có nhân viên gọi cho mình hay sao ha? Em thấy chị đặt cũng rất là nhiều luôn nhưng mà không hiểu là sao ha. Rồi chị ơi, nếu không thì mình cứ kiểm tra, để lại số điện thoại khoảng trống kiểm tra hàng giúp em. Còn nếu không, em sợ những cái mẫu đó hết hàng rồi đó, nhưng mà em thấy cũng nhiều mẫu chị đặt đầu tiên á, mà sao kỳ vậy em cũng không hiểu nữa. Có khi là bị sốc đơn hàng, hoặc là có khi nhân viên gọi cho mình nhưng mà sao mình chắc là mình không nghe máy, cho nên là nhân viên bên em hủy đơn hàng của mình luôn á nha chị nha. Cho nên là mình lưu ý giúp em. Rồi thì hiện tại á là mấy chị ơi, mình nhớ là chia sẻ giúp em thì em mới áp dụng chương trình 69.000 cho mình nha mấy chị nha. Mình chia sẻ nhanh tay lên giúp em thì em mới áp dụng chương trình nha chị nha. Không có nhân viên gọi hả? Vậy hả? Kỳ vậy ta? Vậy có gì chị để lại số điện thoại khoảng trống kiểm tra hàng giúp em nha chị yêu ơi. Rồi vậy hả? Cảm ơn chị Thảo Cua nhiều ạ. Rồi mấy chị ơi, mình nhớ chia sẻ giúp em. Em nói trước đồ 69.000 rất là rẻ nha chị nha. Rồi, cho nên là mình nhanh tay giúp em, chia sẻ giúp em thì mới có giá 69.000. Còn chị nào mà không chia sẻ, em không bán với giá 69.000 cho mình nha mấy chị nha, cho nên là mình lưu ý. Rồi hiện tại mà chị nào đang ở trong livestream thì mình nhanh tay nè, mình comment lên giúp em. Thứ nhất là đồ bên em 69.000 không phải là hàng mặc rồi hay là hàng như thế nào hết. Và đảm bảo với mấy chị luôn, khi mà mấy chị mua hàng bên em 69.000, mình mua về mình cầm trên tay những cái bộ như thế đó, như thế này rất rất là đẹp rồi mấy chị ơi. Đảm bảo cực kỳ đẹp cho mình luôn rồi nha, cho nên là mấy chị yên tâm. Và thứ hai là mấy chị ơi, nếu mà chị nào mẹ bỉm sữa hay là những chị sinh viên mà mình đang muốn kinh doanh thì mình cứ yên tâm, mình nhanh tay lên giúp em thì mình... Rồi, mình nhớ chia sẻ giúp em, lên mẫu em phải chờ đông đông một xíu nữa em mới lên mẫu được cho mình nha. Cho nên là mấy chị ơi, mình chia sẻ giúp em nha. Rồi, mặc gì cũng đẹp hả? Em cảm ơn chị nha, tại vì đồ đẹp mấy chị ơi, đồ mặc lên người sẽ đẹp nha chị nha. Nói chung là đồ mà đẹp, mặc lên người mới đẹp. Nên là mấy chị yên tâm nha. Rồi, ok, hello chị Kiều My nè, hello chị Hân Ngọc. Rồi, mấy chị ơi, mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nha. Mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu nha, chia sẻ giúp em nha. Rồi em lên cho mình từ từ luôn. Và em nói trước, nếu mà chị nào không chia sẻ, bên em không áp dụng chương trình bán giá 69.000 cho mình nha chị nha. Không chia sẻ, không áp dụng chương trình 69.000 cho mình nha. Rồi em lên bộ đầu tiên luôn ha, để không mất thời gian của mấy chị. Cho nên là chị nào đặt thì đúng cú pháp giúp em là số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, địa chỉ nha. Rồi, một cái váy công chúa rất là xinh nha chị nha. Đây ạ. Đây nha mấy chị nha, còn cả mạc luôn nha chị nha, còn cả mạc luôn cho mình nha mấy chị nha. Cho nên là mấy chị đừng có sợ là bên em bán đồ cũ hay là hàng mặc rồi. Còn có mạc em mới vừa lấy trong bọc ra luôn nha chị nha. Em mới vừa lấy trong bọc ra luôn, cho nên là mấy chị yên tâm nha. Hello chị Mai Hà, hello chị Lê Quế Phương, hello chị VC Vũ Lan. Rồi,
Một cái váy công chúa rất là xinh, chất liệu của nó là ren hai lớp nha chị nha. Đây ạ, chất liệu của nó là ren hai lớp, mặc cực kỳ xinh cho mình luôn. Ở trên của nó là có phổi lưỡi nè, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đây ạ, ở trên có phổi lưỡi, đằng sau có khóa kéo. Rồi, mã số là D151, bộ này 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha mấy chị nha. Đây ạ, đây nha mấy chị nha, rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Đằng sau có khóa kéo luôn. Rồi, mã số là D151. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em này nha mấy chị nha. Rất là xinh luôn nha mấy chị nha, cực kỳ xinh luôn. Bộ này mặc lên rất là cưng luôn nha mấy chị nha. Và những chị nào mà thích dạng như là công chúa thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Mã số là D151, khoảng trống số điện thoại và địa chỉ luôn nha mấy chị nha. Rồi, ơi chị Bảo Lâm nè, chị cho em xin cái địa chỉ luôn nha. Chị yêu ơi, cho em xin cái địa chỉ luôn nha. Em nói trước, hôm nay lên rất là nhiều những mẫu đầm xinh nha. Hôm nay là đầm công chúa nè, zoom nè, nói chung là có rất là nhiều. Cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay, giá 69.000 nha chị yêu ơi. 69.000 nha chị nha, 69.000 nha, đồng giá nha. Rồi đây nha mấy chị nha. Đúng rồi, em nói em không thấy mỏi mồm, nhưng mà anh viết tay là em chắc chắn anh rất là mỏi tay luôn á ha Nguyễn Lợi ha. Rồi 69.000 nha chị nha. Chia sẻ giúp em là bộ nào cũng 69.000 hết nha. Chia sẻ giúp em là bộ nào cũng sẽ với giá 69.000 hết nha mấy chị nha. Ok, thấy địa chỉ của chị Bảo Lâm nha. Rồi, à cái bộ này hình như nó luôn đó mấy chị ơi. Mã số là D152, nó luôn nhưng mà mã số khác. Rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay nè, D152 nha chị nha, D152 nha chị nha. Đây, rất là xinh luôn, một cái váy công chúa. À không không, cái bộ này dạng như là body nha. Cái này là dạng body, không phải là váy xòe như cái bộ trước nha. Body nha chị nha. Ở phần dưới của nó sẽ là dạng đuôi cá như thế này nha chị nha. Rồi mã số là D152 nha chị nha. D152 rất là xinh luôn. 52kg đổ xuống nè, vòng eo dưới 72 giúp em. Chị Nguyễn Hồng Thanh ơi, chị giúp cho giúp em cái khoảng trống nha. Mình đừng có dấu cộng giúp em, nhân viên không lấy được hàng đâu. Cái đó là gì vậy em? Bao nhiêu tiền? Okay. Rồi. Em quăng lên đây chị. Rồi, khoảng trống đi giúp em, đừng có dấu cộng đồ này kia nha. Đêm đừng có dấu cộng đồ này kia giúp em nha. Và cho em xin luôn cái địa chỉ nha. Dấu cộng bên em không chốt được hàng đâu nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mình một cái set yếm bao xinh luôn nha. Chị ơi, đồ sale mỗi bộ còn có một cái thôi à. Mỗi bộ còn có một cái, có một màu thôi. Cho nên là có màu nào bên em sẽ dơ lên nha chị nha. Và có màu nào bên em sẽ báo liền cho mình nha. Cho nên là mấy chị yên tâm đi, mình chỉ cần nghe em báo và mình đặt đúng cú pháp giúp em là ok nha chị nha. Ship Phú Yên 30.000, ship ship ở đâu cũng 30.000 hết, ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30 nha. Rồi 60kg là để em xem. À chị Cẩm Hằng ơi, cho em cái khoảng trống đi mấy chị ơi, mình đặt hàng cho em cái khoảng trống đi thì mới có đơn hàng. Tại vì bên em lấy hàng trên máy tính cho nên là mình viết cho em cái khoảng trống mới lấy được đơn hàng nha. Rồi, một cái set yếm rất là xinh luôn nha chị nha. Đây ạ. Ship 30.000 tất cả các tỉnh nha. Rồi một cái set yếm rất là xinh, kèm áo thun nha chị nha, kèm cả áo thun nè. Rồi kèm cả áo thun và kèm cả yếm luôn, 69.000 bao giá thị trường. Bao giá thị trường nha chị nha. Đây kèm cả yếm luôn nha. Yếm này là dạng đầm body nha chị nha. Đây rất là xinh luôn nha chị nha. Kèm áo thun trắng và kèm cả yếm luôn. Còn mạc luôn nè nha mấy chị nha. Còn cả mạc luôn nha, cho nên là mấy chị yên tâm. 53kg đổ xuống mặc vừa mẫu này nha. Đây. Rồi mã số là D156. Chị nào lấy nhanh tay nha. Đây ạ, yếm nha chị nha, D156. Chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. 53kg đổ xuống nha, D156 nè. Mỗi cái em sale là còn có 1-2 cái thôi. Cho nên là chị nào đặt nhanh còn hàng, đặt đúng cú pháp còn hàng, đặt chậm tay hết hàng nha. Rồi yếm D156, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D156 váy em mặc có nha chị yêu nha, có nha. Rồi cái yếm D156 nè, rồi nhanh tay. Rồi em lên cho mình là cái hả body của em luôn nè. Mã số là D159 nè mấy chị yêu ơi, D159, một cái mẫu đầm body nha. Đây. Đây nha mấy chị nha. Rồi đằng sau có khóa kéo, bộ này 52kg đổ xuống. Mã số là D159. Đúng rồi, 69k, bộ nào cũng 69k hết. Đặt đúng cú pháp giúp em là số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em.
số điện thoại khoảng trống, mã khoảng trống, địa chỉ giúp em nha, không cần màu, chỉ cần cho em cái địa chỉ và số điện thoại nha. Rồi nên là mình đặt đúng bút pháp em, có nhiều chị để là D1560 không ai chốt hàng đâu. Bộ em đang mặc còn D159 nha. Đặt đúng bút pháp mới có đơn nha chị nha, đặt đúng bút pháp mới có đơn nha. Rồi em lên cho mình tiếp luôn. Một mẫu body rất là xinh, hai màu. Đây bộ này nó có hai màu. Đây nha, một mẫu body cúp ngực đây nha mấy chị nha. Đây rất là xinh, mặc bộ này lên sang cực. Mã số là 218 nha. 218 69k hết nha chị nha, có đầm qua gối luôn nha, 69k nha. Đây. Đây nha mấy chị nha, 69k đầm body cúp ngực nha chị nha. Lưới của nó là lưới mềm nha, lưới của nó là lưới mềm đây nha mấy chị nha. Đây, lưới của nó là lưới mềm, rất là xinh luôn. Chị nào không thích hai cái dây bên tay này mình cắt ra vẫn được nha. Không thích dây kéo tay mình cắt ra giúp em luôn. Đây nha mấy chị nha, mình cắt ra không bị tuột nha. Mặc thành ống không bị tuột tại vì nó có độ hung cho mình. Rồi, bộ này 52-53kg đổ xuống nè. Ba màu. Rồi, ba màu là màu xám, màu đỏ và màu đen. Mã số là 218. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. 218 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, màu và địa chỉ. 57kg lát nữa em lên cho mình những mẫu đầm suông nha. 57kg lát nữa em lên cho mình những mẫu đầm suông. Rồi đây màu xám đây nha mấy chị nha. 218 nha. Đây màu xám. Màu xám mặc là bao tay luôn nha mấy chị nha. Màu xám bộ này mặc rất là tây nha. Tây cực kỳ luôn, ship Phú Thọ 30.000 nha. Ship tất cả các tỉnh đồng giá 30.000. Bộ em hết rồi, đừng đặt 159 nữa. Đừng đặt 159 nữa nha. Hết rồi, có một cái, hai cái à. Đừng đặt nữa, qua mẫu giúp em đi. Đây, đây nha mấy chị nha. Bộ này 52-53kg đổ xuống giúp em. Đây nha mấy chị nha. Bộ em mặc hết rồi chị ơi, không còn một cái nào hết luôn á, và cũng không còn màu nha. Mẫu 45.000 mặc mẫu nào bên em cũng được hết. D159 hết hàng rồi, đừng đặt nữa giúp em. Qua mẫu giúp em nha chị nha. Đây, mã số là 218, chị nào lấy nhanh tay giúp em, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Bộ này mặc rất là xinh nha chị nha. Đây ạ, mặc rất là xinh luôn nha chị nha. Đây, ba màu, màu đỏ, màu đen và màu xám, 69.000 sale nha. Đây, đỏ, đen và xám nha chị nha. Rồi ba màu chị nào lấy để lại liền giúp em. 218 nha chị nha. 218 khoảng trống, màu khoảng trống, số điện thoại, địa chỉ giúp em. Rồi cái bộ của em hết rồi, đừng có đặt nữa, qua mẫu đi nha. Rồi tiếp theo mã số là D157. Rồi mã số là D157 đây nha mấy chị nha. Một cái váy xòe bên trong có quần nha. Đây đằng sau có khóa kéo. Một cái váy xòe bên trong có quần ren nha chị nha. Đây, một cái váy xòe bên trong có quần ren nha chị nha. Bộ này 52kg đổ xuống rất là xinh luôn. Một màu, cái này là màu nâu cam đất đó chị ơi. Màu này là màu cam gạch đó, cam đất á. Bộ này là màu cam đất nha chị nha. Đây nha, rất là xinh luôn. Mặc lên ôm dáng, tôn dáng cực kỳ luôn ha mấy chị ha. Rồi bộ em hết hàng rồi, mấy chị đừng có hỏi nữa, có một cái à. Rồi đây nha mấy chị nha, mã số là D157 nha. Đây, D157 rất là xinh nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay mặc lên, bộ này cực kỳ xinh luôn á chị ơi. Cái bộ mà váy xòe này nè mặc lên rất là xinh nha, em nói trước. Cầm mấy chị không có thấy được cái dáng đâu, mà khi mặc lên rất là đẹp nha chị nha. Mặc lên rất là đẹp, em nói thật, bộ nào mặc lên cũng đẹp hết, cho nên là mấy chị yên tâm. Thật, em mà thử được em thử cho mấy chị xem luôn, để cho mấy chị tin là rất là đẹp, cầm mặc lên rất là đẹp luôn á. Đây, rồi D157 nha. D157 chị nào lấy đặt hàng liền giúp em nha chị nha. D157 nha chị yêu ơi, D157. Rồi 57kg hả, để em xem lát có những mẫu đầm mà phân rộng không, em sẽ lên cho mình nha chị nha. Rồi, 65kg không có đồ đâu chị ơi. Rồi em lên cho mình tiếp một cái yếm nữa nha, yếm nha. Đây yếm là kèm áo thun, kèm áo sọc, kèm áo thun cho mình đây nha mấy chị nha. Kèm áo thun cho mình nha. Ồ em nhận được hàng rồi hả bé Thảo ơi. Rồi hàng ưng không ha. Rồi kèm cả áo sọc và kèm cả yếm luôn cho mình nha. Đây ạ, kèm yếm phân rộng nha. Thì bộ này tầm là 52-53kg đổ xuống nha. 52-53kg đổ xuống giúp em. Mã số là D161.
D161 nha. Chị Trang Mai ơi, D157. Cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ. Chị để là D157 không mà bên em không chốt được hàng. Đầm em mặc hết rồi nha chị nha. Coi những cái em đang like giùm em nha. Đây. Chị nào đặt hàng đúng cú pháp giúp em là số điện thoại khoảng trống, mã khoảng trống, địa chỉ. Rồi 45 kg cái nào mặc cũng đẹp hết nha. Ok nè, chị Tiến Nhật nè. 48 kg cái nào mặc cũng vừa hàng, ok hả? Rồi cảm ơn bé Hảo nha. Rồi rất là xinh luôn. Nói chung là mua về mình mặc lên người mới biết cái form của nó đẹp như thế nào. Chứ mà bên em cầm lên thì mấy chị nghĩ là cầm lên nó xấu như vậy. Không có mặc lên người làm sao mấy chị biết. Có 69.000 thôi, mặc lên đây cái này cũng 69.000 nè, là cùng chung với những bộ này luôn. Nhưng mà mặc lên nó rất là đẹp đó, mấy chị yên tâm đi, chị nào mà không mua rất là uổng, em nói vậy thôi nha. Rồi một mẫu đầm body nha, 69.000, coi dòng ghim nha. Đây, một mẫu đầm body rất là xinh, cổ yếm nha chị nha, giống cái tựa cái này luôn nè. Tựa cái này mặc lên form rất là đẹp đây nha mấy chị nha. Đây, mã số là D160 đây nha mấy chị nha, cổ yếm là rất là sang. Đây, bộ này rất là sang đây nè. Chị nào mà chưa mua được bộ này, lấy cái bộ này đi, em đảm bảo bộ này về mặt rất là sang luôn á. Cái bộ này nè, về mặt rất là sang. D160, chị nào lấy nhanh tay giúp em. D160 D160, 52-53kg đổ xuống nha. Đây, 52-53kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Đây ạ. Đây nha. Rồi, cái váy em mặc hết rồi mấy chị ơi, đừng có hỏi cái váy của em nữa, hết rồi. Có một cái à, D160, chị nào lấy nhanh tay nha. Đầm em đang mặc cũng 69.000 á chị ơi, hết rồi. Cái của em hết rồi. Mấy chị ơi, mình đặt cái này nè cũng tựa cái của em nha. Đây nè, cái này nè, D160 cũng tựa cái của em nè nha chị ơi. Rồi, chị nè, đừng có em lấy cái đó, cho em số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ đi chị ơi. Mặc lên rất là xinh, em đảm bảo với mấy chị luôn. Đừng có nhìn em cầm lên nó không có được đẹp đâu. Tại vì mình cầm lên mà sao được đẹp được chị ơi. Mình cầm lên cái form của nó đâu có chuẩn được như em mặc trên người. Cho nên là mấy chị thấy là cầm lên nó không được đẹp như là đang mặc. Nhưng mà mấy chị mua về mình mặc lên người đi mới đẹp. Em mặc lên thì nó cũng đẹp thôi. Rồi tiếp theo, 69.000, toàn bộ đều 69.000 nha. Rồi tiếp theo, một cái body rất là sang nữa đây. Đây, đây một cái body trơn nha chị nha, rất là sang luôn. Màu này là màu nâu đỏ nha chị nha, màu nâu đỏ rất là xinh. 43kg mặc mẫu nào cũng được hết nha. Ok nè. Rồi chị Trang Mai, ok nha. Em mới nhận hàng đẹp quá à. Rồi cảm ơn chị Trương Thị Tối Nhi luôn, mới đặt hôm kia đúng không? Mà hôm nay nhận được rồi đúng không? Rồi ok, cảm ơn em nha. Nên là mấy chị yên tâm đặt hàng bên em 69.000, không phải hàng lỗi, không phải hàng mặc rồi. Nếu mà hàng lỗi bên em đổi trả nha, mấy chị yên tâm, 69.000. Mấy chị nghĩ là mua hàng lỗi hay gì đó. Nếu mà lỗi bên em đổi trả cho mình nha mấy chị nha. Cho nên là mình yên tâm nha. Bên em là do là còn có 1-2 cái rồi cho nên bán sale. Đây. Rồi mã số là D154. D154, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Đầm body trơn. Cái này mình về mình phối với lại cái dây nịt á, dây nịt ngay vòng eo mà bản bự vậy nè. Đó mấy chị yên tâm, phối lên rất là đẹp nha. D154 mình phối lên thôi rất là đẹp. Hay là mình mua một cái charm á, mình gắn ở trên đây bông hoa đồ á, rất là xinh nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay để lại em D154. Rồi đắt em lên room. Có cái nào em lên cái đó. Hello Linh Nguyễn nha. Hello mấy chị nè. À shop em ở quận 7 nha. Rồi em lên cho mình một cái đầm body nữa nha mấy chị nha. Rất là xinh, đầm body bên em mặc rất là tôn dáng luôn. Đây, một cái đầm body ở trên là ren nha, phối ren như thế này, đầm sâu có khóa kéo. Em nói trước, cái bộ này nè mặc lên rất là đẹp nha chị nha. Cái bộ đầm body em đang cầm mặc lên đúng cái form của nó thì chứ bây giờ muốn chồng vô ghê luôn á. Chồng vô rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, đằng sau có khóa kẽo nè mấy chị thấy không? Đây, chồng vô mặc rất là đẹp, cái form của nó rất là chuẩn. 53kg vòng eo dưới 72, mặc mẫu nào cũng được. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em nha. Rồi, đây, hay vàng chờ đầm trắng nãy giờ em qua và quá trời luôn á. Váy trắng nãy giờ em qua rất là nhiều. Cho nên là mình chờ với em một xíu đi, còn rất là nhiều trắng vàng gì có hết. Chờ với em một xíu nha. Rồi, mã số là D168. D168 nha chị nào lấy nhanh tay giúp em nha chị yêu ơi. Đây D168. Rồi, mặc lên rất là đẹp nha. D168, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. 52-53kg đổ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em là vừa. D168 rất là xinh, mặc lên sang lắm mấy chị ơi, em đảm bảo với mấy chị luôn. Mặc lên những cái bộ đầm body bên em rất là sang nha, ship thủ đất 30.
30.000. Một bộ ship vẫn 30.000, năm bộ phí ship vẫn 30.000 nha chị nha. Cho nên là chị nào mà mình muốn đặt nhiều mình đặt liền giúp em nha. Rồi mã số là D168 nha. 55kg vòng eo bao nhiêu chị ơi? Dưới 72 giúp em. Chị Hương Trà ơi, cho em xin địa chỉ cái đang mặc hết. Hello Phúc Hoàng nha. Rồi tiếp nha, rất là nhiều mẫu đẹp cho nên là mình yên tâm. Rồi, một cái váy body ren màu đỏ nha. Cho em xin địa chỉ luôn nè, chị Bích Phương Phạm Thị ơi, địa chỉ nha. Sỉ mấy bộ được sỉ. Ai chị ơi, mình để lại giúp em số điện thoại khoảng trống sỉ giúp em nha. Để lát nữ nhân viên báo cách thức lấy sỉ cho mình nha chị yêu nha. Rồi, tiếp theo một mẫu đầm body màu ren. Ren màu đỏ nha, hai màu. Phối ren hai lớp. Có váy ren có rất là nhiều. Cái em đang mặc hết rồi. Đây, rồi. Ôm body cực kỳ luôn nha chị nha. Cái bộ này rất là sang đây nè, bộ này mặc sang lắm. Mã số là D158 nha. Mã số cái đầm body đỏ D158. Chị nào lấy nhanh tay giúp em. Đầm body đỏ D158 nha chị nha. Rồi D158 nha, chị nào lấy nhanh tay. Em nói thật, những cái đầm body bên em mặc lên rất là đẹp nha chị nha. Rất là đẹp, rất là sang, em nói thật, rất là đẹp. Cho nên là mấy chị yên tâm về cái chất lượng của bên em. Đây, cái này cũng 69k nè. Tại sao em mặc lên người mà đẹp như thế này? Mà cầm lên thì mấy chị cũng sẽ không có thấy được hết cái form của nó. Mà tại sao cái này em bán 69.000 đây nha chị nha. Cho nên là mặc lên người nó sẽ rất là đẹp. Mấy chị yên tâm cầm, tại vì mình đâu có cầm mình banh hết ra được, đâu có banh được và nó đâu có lên đúng cái form của nó đâu. Cho nên là mấy chị thấy thì mặc nó không, cầm thì nó không có đẹp, mặc lên đi mới thấy nha. 69.000 nha. Đây, chị nào hỏi đầm body màu trắng em, đầm xòe trắng. Đây, đầm xòe trắng. Chờ em một xíu ạ, có một mình em cho nên em đọc không xể nha. Rồi đây, đầm xòe, đầm công chúa xòe rất là xinh nha. Bộ này em mặc là qua gối nha. 1m6 mặc qua gối, cổ yếm rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Đầm trắng nha chị nha, rất là xinh. Bộ này mặc rất là xinh nha. Đây, 1m4 mặc được nha chị nha, rất là xinh luôn. Cái bộ này cổ yếm nè, em mặc qua gối. Mặc bộ này đi biển, đi chụp hình hơi bị đẹp nha. Bộ này mặc đi biển, đi dạo, đi chụp hình hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Đây nè, chất ren nè mấy chị coi nè. Rồi, mã số là D155. D155, chị nào lấy nhanh tay để liền. Bộ này còn một cái, em chốt cho chị nào đặt đầu tiên. Bộ này em mặc lên rất là xinh nha chị nha. Cho nên là chị nào đặt hàng đầu tiên em chốt liền D155 nha. Đầm em mặc hết rồi, mới có mấy người đặt, quá chừng người đặt luôn hết rồi. Rồi D155, cái đầm xòe trắng rất là xinh nha. Chị nào không lấy tiếc lắm. Em nói thật, chị nào không lấy tiếc lắm. À chị Thảo em ơi, 53kg hả? À, chị xem vòng eo của mình dưới 73 không? Nếu mà vòng eo dưới 73 là ok. À 65kg không có đồ chị yêu ơi, 65kg không có đồ. Chị em, chờ mấy chị ơi, mình đừng có đặt là D155. Mình cho em xin cái số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em. Rồi tiếp. Rồi, một mẫu dâm bẹt vai. Hồi nãy giờ chị nào chờ dâm thì nhanh tay. Dâm bẹt vai đây nha chị nha. Yên tâm luôn, cái độ thun này nó co giãn thoải mái. Bộ này 55kg độ xuống vừa nha. Bộ dâm này 55kg độ xuống vừa, bao đẹp luôn nha chị nha. Eo dưới 73 là ok Thảo em. Là mặc bộ nào bên em cũng vừa nha chị yêu nha. Eo dưới 73 là ok. Đây nha, rồi bộ dâm này nha, có dây buộc nơ luôn. Chị nào thích buộc trước mình buộc, không buộc thì buộc sau, không buộc thì cắt ra luôn. Rồi mã số là D165. Bộ này 55kg được nha. D165 nha chị nha. D165 nha chị nha. Đây rất là xinh một cái dâm, mặc lên xinh lắm nha. Rồi D165. 48kg mẫu nào bên em cũng vừa. Rồi D165 cái dâm rất là xinh. Chị nào lấy để lại liền giúp em nè. D165 nha. Em thấy chị Ngọc Như ạ. Ngọc Như Nguyệt, em thấy chị nè. Rồi, tiếp theo em lên cho mình tiếp tục. Rồi, tiếp theo nha. 44kg 1m40 mặc được hết chị yêu ơi, mặc được hết.
Rồi, hồi nãy cái bộ dung hồi nãy là D165. Chị nào lấy để lại liền giúp em. Không có 60kg chị yêu ơi, 60kg không có. Rồi bây giờ em lên cho mình là một cái đầm cúp ngực. Chị nào hồi nãy giờ chờ đầm cúp ngực thì mình nhanh tay. Cái màu rêu bao đẹp luôn. Cái màu này rất lớp rất là đẹp, mặc lên rất là sáng da. Đây, đây nha chị nha. Đây. Rồi, cái này là dạng đầm công chúa cúp ngực nha, dạng đầm xòe cúp ngực rất là xinh nha. Đây đầm đi tiệc chị yêu ơi, em lên đầm đi tiệc. Đây nha chị nha, đầm cúp ngực nha chị nha. Chị Hòa Nhi ơi, được nha, nhưng mà chị đặt trên livestream giúp em nha chị Hòa Nhi. Mình đặt trên livestream sau đó mình chờ nhân viên gọi điện thoại cho mình và mình nói là ờ chị ơi, em đặt chị chốt hàng giúp em đi. Lát nữa em tới shop em lấy là ok nha chị nha, mình sẽ tới shop lấy được nha, nhưng mà phải đặt trước. 50kg mặc vừa, cái màu xanh rêu này mặc lên sáng da cực kỳ nha mấy chị nha. Cái màu xanh rêu này mặc lên rất là sáng da luôn nha mấy chị nha. Màu xanh rêu lên người rất là sáng da nha. Đây, bộ này 53kg độ xuống vừa, ở trên của nó là có độ thun nha chị nha. Đầm đi tiệc mặc bộ này bao sang chảnh luôn đó mấy chị ơi. Ở trên nó đính ngọc trai nữa. Mặc bộ này rất là xinh khi đi tiệc nha. Bộ này với chị nào mà khoe dai lấy cái bộ này giúp em. Rồi, mã số là 514, có đúng một màu xanh rêu và chỉ còn có 4-5 cái thôi. 52kg vừa nha chị nha, 52kg vừa. À, chị Hương Trà ơi, như vậy nè em nói luôn. Chị Nhi Nhi ơi, chị muốn đặt đầm xanh, để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 514 khoảng trống địa chỉ giúp em nha chị nha. Tại vì á, nhiều chị đặt hàng quá mà còn có 1-2 cái à, em đặt, em chốt, nhiều khi em chốt không có kịp, cho nên là mấy chị thông cảm. 69.000 nha chị nha. Đây rất là xinh bộ này nha chị nha. Váy xanh rất là đẹp. Váy xanh cực kỳ đẹp nha chị nha. Váy xanh rất là đẹp, đằng sau có khóa kéo, mặc thoải mái luôn cho em. Bộ này mặc rất là xinh nha mấy chị nha. Bộ màu xanh mặc rất là xinh. Mã số là 514. Chị ơi, Sally mặc mình đừng có D514. Mình đừng có D514. Mình để 514 thôi. Mã số là 514 mà không có chữ D. Không có chữ D nha. Cái mã số này không có chữ D. Rồi mấy chị ơi, mình chờ em một xíu. Em ra em thay cái màu xanh này cho mấy chị coi ha. Em ra em thay cái màu xanh này cho mấy chị coi nha. 514 thôi, không có D nha. Em ra em thay cái màu xanh này cho mấy chị coi, rất là đẹp nha. Chờ em một xíu. Rồi đây em thay cái màu xanh ra cho mấy chị xem luôn nè. Đây nha, đây nha, em thay luôn cho mình coi. Đây lên form như thế này đây nha mấy chị nha. Lên form như thế này đây, rất là sáng da luôn nha mấy chị nha. Đằng sau có khóa khéo rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Đây, đây nha. Rồi mã số là 514 nha. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. 514 nha. Đó, mặc lên rất là xinh mấy chị ơi. Chứ mà mấy chị đừng có nghĩ là hàng 69.000 là mặc lên không có đẹp, hay là em cầm lên là mấy chị nhìn không có đẹp nha. Em nói luôn, hàng như thế nào bên em sẽ mặc lên người người y như vậy luôn, cho nên là mình yên tâm. Ok chị Hoàng, Hoài Giang 514. Không có chữ D nha, không có chữ D giúp em nha. Chị Kim Lan Nguyễn cho em địa chỉ, số điện thoại đi chị yêu ơi, số điện thoại đi. Có số điện thoại, mã số và địa chỉ mới chốt đơn hàng cho mình nha. Số điện thoại, mã và địa chỉ giúp em. Rồi chị Nguyễn Ngọc Thi ơi, mình lấy mã số nào cho em xin cái mã số đi. Đừng có đặt không có mã số hoặc là địa chỉ hay là số điện thoại gì hết. Mình cho em đầy đủ cú pháp, không có màu đen, còn màu xanh rêu rất là sáng da. Ok chị Tiên Nguyễn nè, 514. Em ở quận 7. Rồi 514 nha, mấy chị cứ đặt đi, em qua mẫu tiếp cho mấy chị kia nha. Em lên mẫu tiếp nha. 59kg không vừa. Rất là xinh nha mấy chị nha. Đó, em cầm lên mấy chị thấy là không có được đẹp. Em cầm lên là đâu ai đặt đâu. Em cầm lên là mấy chị nói là cầm lên không đẹp, mặc lên người đi mới thấy nha chị nha. Rất là xinh. Cầm lên mình đâu có thấy được cái dáng của nó. Đây, tiếp tục.
Rồi, một mẫu đầm body bẹt vai màu hồng phấn, 45kg vừa nha chị nha, thoải mái. Đây nha chị nha. Đây nha, bẹt vai màu hồng phấn, bao xinh luôn. Màu hồng này xinh lắm nha mấy chị nha. Màu hồng nhẹ nhàng, màu hồng rất là nhẹ nhàng nha chị nha. Màu hồng rất là nhẹ nhàng. Rồi, mã số là D162. Bộ này cũng rất là xinh nha chị nha. D162, chị nào lấy để lại liền giúp em nha chị nha. À, chốt hàng em chưa? Mình đặt đúng cú pháp sẽ có đơn hàng nha. Rồi, D162 là cái đầm body bẹt vai nha. Đây, D162. Rồi, chị nào lấy để lại liền giúp em D162. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 73 nha. 48kg vừa. Ok nè, D162 nè. Ok, 514 với chị Nguyễn Thái Bảo nè. 162 chị Như Nguyệt nè nha. Khi nào gửi, chốt đơn hàng lát sẽ có nhân viên gọi điện thoại cho mình. Nhớ nghe máy giúp em là sẽ được chốt hàng nhanh. Rồi, một cái màu đen. Cái váy ở đầu livestream á, chị nào hỏi có màu đen không á, cái màu trắng mà xè xè dễ thương á, mà mấy chị hỏi có màu đen không á thì đây nha, có màu đen nha chị nha, lên màu đen luôn đây. Rất là xinh nha, bộ này mặc rất là xinh, còn mạc luôn nè mấy chị thấy không? Còn mạc luôn này nè cho mình nè nha. Còn cả mạc luôn, em nói đồ mới hết, đồ mới nha, rất là xinh. Rồi, mã số là D153. D153 nha, chị nào lấy để lại liền giúp em D153 nha. D153 nha mấy chị nha. Chị ơi tư vấn cho em. Em có yêu em có 50kg hả? Vừa không? Sinh nhật người yêu em 50kg vòng eo bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu, cho em luôn cái chiều cao cân nặng vòng eo đi. D153 nha, 1m4 vừa nha. Rồi D153. Mặc cái đen không mặc được nữa đâu chị ơi, em thay để em còn qua nhiều mẫu nữa. Em không có mặc được hết được đâu, mặc hết thì sao đủ thời gian cho mấy chị lựa đồ. Không mặc hết tại vì cái bộ này em du di, em thay ra để cho mấy chị biết là hàng 69k mặc sẽ như thế nào. Không phải là cầm lên nó xấu, mặc lên là sẽ thấy liền nha chị nha. Có màu trắng là hết rồi. Rồi bộ hồi nãy là D162 màu đen đó nha, D162. D162 cái màu đen hồi nãy á, chị nào lấy nhanh tay nha. Rồi tiếp nha. Rồi một đầm body, cái bộ này rất là sang đây nữa nè chị ơi. Đầm body màu đen rất là sang, cổ yếm nha chị nha. Cổ yếm rất là sang luôn nha chị nha. Đây, bộ này mặc lên bao sang trọng luôn. Em nói thật, bộ này mặc lên bao sang trọng luôn nha chị nha. Đây, có phối ngọc trai luôn, rất là sang nha chị nha. Bộ này mặc lên sang cực kỳ luôn. Rồi mã số là D166, 52kg đổ xuống giúp em. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. Đây, 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. Đây ạ, mã số là D166 rất là xinh nha. Chị ơi, 153 là mẫu nào vậy ta? 153 hồi nãy em chưa có like mà. Ok nè, em lấy áo chị đang mặc. Chị cô hai ơi, cho em xin số điện thoại khoảng trống 1514 khoảng trống địa chỉ đi, đừng có nói lấy em cái đem đang mặc. Số điện thoại khoảng trống 1514 khoảng trống địa chỉ giúp em, cái em đang mặc mã số 514. Trang Mai ơi, D162 cho em xin cái địa chỉ và số điện thoại. Chị Nguyễn Thu Thị cũng vậy luôn, cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ. Không có số điện thoại, không có địa chỉ, không ai chốt được hàng đâu. Và cho em chung luôn một cái comment cho mấy chị nha. Chung một cái comment luôn là số điện thoại khoảng trống D162 khoảng trống địa chỉ. Như vậy đó, chứ đừng có để riêng không lấy được hàng đâu. Đúng rồi, D162 là cái hồng. Còn cái màu đen body á là D166. Màu đen body là D166 nha, đừng có đặt lộn nha. Cái màu đen body cổ yếm á là D166. Màu đen body cổ yếm là D166 nha. Rồi, chị nào đang chờ maxi em lên cho mình cái maxi nha. Còn mạc luôn. Đây, một cái maxi ren. Ren hai lớp. Đây, ren hai lớp. Cô hai ơi, 514 chứ không có 1514. Em đọc lộn á, hồi nãy em đọc lộn. 514 chứ đừng có 1514 nha. 514 giúp em nha chị nha. 514 thôi, đừng có 1514 nha. Đặt lại giúp em nha, nãy là mình nghe lộn á. Em đọc lộn với mình nghe lộn luôn. Rồi, một cái maxi rất là xinh nha chị nha. Có dùm, đây một cái maxi ren 2 lớp.
phần dưới của nó bên trong có một cái lớp vải nha, bên trong có một cái lớp vải nè, bên ngoài là vôn nha chị nha, đây đằng sau khóa kéo rất là xinh luôn, maxi nha, rất là xinh. Đây, maxi rất là xinh, mặc lên xinh lắm. Rồi mã số là D167, maxi này 55kg độ xuống vừa. Maxi 55kg độ xuống vừa, mã số là D167 nha. D167, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. D167 nha, đúng rồi. Đồng giá 69k hết nha. Mẫu nào cũng đồng giá hết. Váy suông hả, để em xem. Rồi em lên cho mình tiếp tục nha. Rồi một mẫu đầm body. Đây, một mẫu đầm body nha mấy chị nha, rất là xinh luôn. Màu nu, màu nu và rất là sang. Chị Huỳnh Hoa nè, D167 nè. Cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ. Không có số điện thoại, không có địa chỉ, không ai chốt hàng được cho mình hết. Đây nha chị nha, một cái mẫu đầm body rất là xinh nha, đầm body này mặc lên rất là sang. Cái màu nu này mặc lên rất là sang nha mấy chị nha. Màu nu này mặc lên cực kỳ sang cho mình luôn nha chị nha. Rồi mã số là D163. Rồi D163 nha chị nha, rất là sang luôn. Cái bộ này mặc lên cực kỳ sang cho mình luôn nha chị nha. D163 nha chị nha. D163 cổ của nó dạng cổ bè như thế này nè, cổ dạng của nó cổ bè như thế này nè nha. Đây, D163 nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay nè, 52 53 kg đổ xuống, vòng eo dưới 73 nha chị nha. Rồi ok chị Lê Canh đi, cho em xin địa chỉ. Huỳnh Hoa ơi, mình đặt cái gì vậy Huỳnh Hoa? Nằm xuống hả? Để em xem, em lên cho mình nha. Tại vì rất là nhiều, nhiều lắm, em không có soạn ra được. Nhiều lắm mấy chị ơi. Đồ sale nhiều, kinh khủng luôn. Đặt đúng cú pháp sẽ có đơn hàng nha. Rồi một cái mẫu đầm body rất là sang nha chị nha. Một cái mẫu đầm body rất là sang đây. Đây nha, phần eo nó nhũng eo nha, phần eo nó nhũng eo. Chất liệu của nó là thun và đằng sau có phá kéo. Phần eo của nó là nhũng eo nha chị nha. Phần eo của nó là nhũng eo như thế này nha chị nha. Có cả dây buộc nơ luôn, xếp tay nên 30.000. Rồi đằng sau có khóa kéo, rất là sang mẫu này. Rất là sang nha chị nha. Chị nào mặc lên đi thấy cái độ sang của nó cực kỳ sang trọng. Không hề bị già, không hề bị mà lỗi thời hay là lỗi mốt gì hết. Rất là sang trọng nha mấy chị nha đây. Rồi D169 bộ này 53kg đổ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em nha. D169 nha chị nha, nhanh tay nè, D169 nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nè, D169 nè. D169 nha chị nha. Rồi tiếp. Rồi em lên cho mình cái màu xanh rêu nữa nha mấy chị yêu ơi. Em lên cho mình xanh rêu đó nha. Đây em đứng dậy cho mình xem nha. Mã số này là 514. Đây. Đây nha. Mã số này là 514 nha chị nha. Cái cúp ngực em đang mặc á, cái này là 514 nha, rất là sang cho mình luôn. 69.000 xả kho luôn. Đây nha. Rồi 514 nha, chị nào lấy cái bộ em đang mặc nhanh tay để lại liền giúp em nha. 514 nha chị nha, không có chữ D nha. 514 nha chị nha, cái bộ em đang mặc là 514 thôi. Cái mã số của nó không có chữ D, cho nên là mình nghe rõ giúp em. Cái mã số nào có chữ D thì em sẽ đọc chữ D. Cái mã số nào không có chữ D là em không có đọc chữ D nha chị nha. Đây ạ, 514 nha chị nha, đây. Eo 60 là mặc bộ nào bên em? 60kg không có đồ chị yêu ơi, 60kg không có đồ nha. Rồi màu đỏ chị ơi là cái gì? Để em lên cho coi có màu đỏ không nha, em biết rồi. Rồi cái váy này váy xòe rất là xinh luôn đây. Không, cái bộ em đang mặc chỉ có một màu rêu thôi. Màu rêu mặc lên sáng da lắm chị ơi. Màu rêu mặc lên rất là sáng da nha. Rồi một cái váy xòe xinh cực kỳ luôn. Xinh cực kỳ cái váy xòe này luôn nha chị nha. Chất liệu của nó là thun gân. Chất liệu của nó là thun gân, bộ này mặc rất là xinh nè, bộ này mặc cực kỳ xinh luôn. Chất liệu của nó là thun gân nha chị nha, chất liệu của nó là thun gân đây. Đây nha. Rồi, bộ này á là 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha. 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em đây nha. Bộ này mặc rất là xinh luôn á mấy chị ơi, bộ này mặc xinh cực kỳ. Mã số là D164, 52kg vừa, D164 cái bộ em đang cầm nha, đây.
Rồi D164 chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D164 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ giúp em. D164 cái bộ đó mặc rất là xinh nha chị nha. Cái bộ màu xanh rêu đó mặc rất là xinh luôn á. Nói chung màu xanh rêu mặc rất là xinh nha chị nha. Chị Ellie Nguyễn ơi cho em xin địa chỉ đi. Chị không không có số điện thoại, không có địa chỉ luôn, không ai chốt được hàng cho mình đâu. Số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, màu và địa chỉ giúp em. Có nhiều bộ màu đen lắm. Chị Hà Lương cũng vậy luôn, không đầy đủ cú pháp, không ai chốt hàng cho mình đâu. Nhiều chị là không có đúng cú pháp em cũng bó tay. Rồi, chị nào hồi nãy giờ chờ đầm xuông xe mẫu quận 7. Rồi, chị nào hồi nãy giờ chờ đầm xuông hốt ngay cái mẫu này giúp em. Hốt ngay, hello Dư Hậu Hậu nha. Cái bộ này mà chị nào không có lấy rất là uổng luôn đây nè. Chị nào đầm xuông 55-56kg vừa đây, đây nha. Đây, một cái váy suông chưa nha, chưa hết. Đừng có tưởng là một cái váy suông như thế này không nha mấy chị ơi. Đừng có tưởng là một cái váy suông như thế này không, chưa có hết. Còn cả cái babido bên ngoài luôn, cái lưới babido bên ngoài nha. Đây, còn cả cái lưới babido bên ngoài cho mình như thế này nha chị yêu nha. Đây như thế này. Đây nha, phần eo của nó là độ thun nha. Phần eo của nó là độ thun nha chị nha. Đây, phần eo của nó là độ thun. Babido bên ngoài nha, bên trong là có một cái váy thun 2 dây nha. 55kg độ xuống vừa giúp em. Đây, kèm cho mình luôn một cọng dây buộc nơ đính ngọc trai ở phần dưới nha. Rất là xinh nha chị nha, rất là xinh. 47kg vừa chị yêu ơi, mặc bộ này xinh lắm. Mã số là D170. Chị nào đặt đúng cú pháp có đơn hàng thôi nha. Đúng rồi, đầm giá 69.000. Đầy đủ cú pháp là có đơn hàng, đặt không đầy đủ là không có đơn. Số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, địa chỉ nha. Rồi D170. D170 nha. Bộ này chị nào không lấy tiếc lắm. Em nói thật, bộ này mặc lên xinh cực kỳ, dễ thương lắm mấy chị ơi. Em thấy chị Hằng nè, có mẫu nào 59kg bên em không có đồ chị ơi. Rồi, cái bộ đó em nói trước, chị nào không lấy tiếc lắm đó nha. Rồi, tiếp tục. Rất là nhiều đồ xinh, rất là nhiều đồ xinh nha mấy chị yêu. Hello chị Hiền Kaka nè. Rồi, em nói thật luôn, cái bộ đầm body này bên em cháy hàng kinh khủng. Cái bộ này coi như là bên em mà về 500 cái like, một like hết sạch đây nha chị nha. Đây, đầm body cổ yếm, cổ yếm, cổ nó không phải dạng cổ yếm nữa, cổ nó tới đây nè, dạng như thế này nè, cổ nó tới đây. Kèm luôn hai dây ngọc trai nha mấy chị nha, là nó phủ xuống như vậy nè. Đây nó phủ xuống như vậy nè, đây nó sẽ phủ xuống như vậy nha, đây nó sẽ phủ như thế này. Chị nào thích mình cắt ra luôn, không thích cắt ra luôn giúp em vẫn đẹp nha chị nha. Nó sẽ có hai dây như thế này nha chị nha. Đây, đây nha, hai dây như thế này. Rồi, 52kg đổ xuống giúp em nha. 52kg đổ xuống giúp em nha chị yêu nha. Đây, đây nha. Rồi, đằng sau có khóa kéo. Mã số là D172. D172 nha. Rồi, chị nào lấy nhanh tay. 52kg đổ xuống vừa, vòng em 72 đổ xuống. Chị ơi, em bán 69.000. Em lời, em không biết em có lời hay không luôn á. Nhiều khi có nhiều cái mà đẹp đẹp như cái này nè, em còn phải bị lỗ á chị ơi. Em còn đang bị lỗ luôn á. Mà mình đòi free ship nữa là em không biết free ship kiểu nào luôn á. Em nói thật, em không biết free ship kiểu nào cho mình luôn á. Em bán nhiều khi cái bộ này là em bán bị lỗ luôn á. Bộ này ra ngoài là bên em bán là rất là mắc rồi. Em không thử được chị ơi, tại vì em qua mẫu rất là nhanh, hàng sale không có thử được. Rồi, cái bộ hồi nãy D172 nha, chị nào lấy nhanh tay lên giúp em nha. Rồi, bộ hồi nãy là D172 nha. Đây, hồi nãy em cầm bộ này lên, mấy chị cũng kêu thử đi. Cầm lên không có đẹp, em cũng thử mặc lên bao đẹp luôn. Em nói thật, do là cầm lên, tại em không có thử được hết của mình em, mà em thử mệt lắm, em không có nói nổi. Cho nên là em ráng em cầm lên, mấy chị cũng nghĩ đi. Nếu mà không có mặc, không có như hình, không có đẹp, hay là mặc lên không có phơm, có chuẩn, làm sao em dám mặc cái này. Cái này em cũng tan bán 69.000 mà làm sao mặc đẹp như vậy. Với lại là ở đầu livestream em cũng có mặc một cái 69.000, em mới thay cái này lúc nãy.
mới thay cái này lúc nãy, có nhiều chị không thích màu rêu, em mới thay cái bộ này lúc nãy luôn đó, cho nên là mình yên tâm. Rồi một cái váy bẹt vai body luôn nha mấy chị nha, váy bẹt vai body cho mình luôn, mặc cái bộ này rất là xinh nha. Đây mấy chị coi hình của nó nè, đây đây nha, mặc lên rất là xinh nha chị nha. Bộ này bẹt vai nha, chất liệu của nó là thun cát phối lưới nè. Bộ này 52kg đổ xuống giúp em vừa, 52kg nha. Đây rất là xinh nha, đằng sau có khóa kéo luôn, mấy chị có cái hình nó mặc nào rất là đẹp, mặc lên y chang, mặc lên y chang nha chị nha. Đây nha, rồi mã số là D174, D174 em thấy chị Hồng Sương. Rồi D174 cái đầm body màu đen, chị nào lấy nhanh tay lên giúp em, D174 nha. Em thấy chị mèo nhỏ, D174 là cái đầm body nãy nha. Váy suông nữa hả? Chờ em một xíu, chờ em một xíu nha. Tiếp tục, đây một cái váy dạng như là sang trọng á, váy sang trọng á. Đây nha, váy sang trọng, váy xòe đây. Váy em đang mặc 69.000 chị ơi, đang sale, váy đang mặc 69.000 nha. Rồi cái này rất là xinh, rất là sang, mã số là D176, cái váy màu trắng này nè là D176. Và vòng eo của nó độ hung co giãn, bộ này 53kg độ xuống giúp em. Bộ này 53kg độ xuống giúp em. Em thấy chị Bình Dương ơi, nhưng mà em không có trả lời hết được cái tất cả các comment, tại vì comment rất là nhiều, rất là nhiều. Nếu mà em trả lời hết, thời gian đâu mà em giới thiệu đầm cho mình. Em bán rẻ quá rồi, còn phi ship sao được chị ơi? Không được, không có phi ship. Đây, mã số là D176, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha, D176 nha. Trời, nhiều khi em thấy em bán rẻ như cho vậy mà còn mấy chị còn kêu hả phi ship nữa, không biết phi ship kiểu gì. Rồi đây một cái váy body sọc nha chị nha, váy body sọc rất là xinh, chất liệu của nó là thun nha chị nha, chất liệu của nó là thun mát nha chị nha. Đây ạ, đằng sau có khóa kéo nha chị nha, đằng sau có khóa kéo. Cổ của nó là dạng cổ giả vét nha chị nha. Đây ạ, cổ giả vét nha chị nha. Đây nha mấy chị nha. Đây. Ok, lát nữa em sẽ đứng chạy cho chị Như Thị Nhật Thư nha. Rồi đây ạ, mã số là D173. Mã số là D173 nha chị nha. Đây, D173 nha. Rồi D173 nha chị nha. Đây D173 nha chị nha. 176 chốt rồi, 176. 176, ủa là nào vậy trời? Ủa? 176 là cái nào? Ủa nãy giờ em có like 176. À 176 hết rồi nha. Rồi cái này là D173 nha. Trời ơi, nãy giờ em không biết em chốt cho ai luôn, em không thấy ai hết trơn á. Nãy giờ qua nhanh quá, không có để ý luôn. 69.000 nha, bây giờ như vậy nè. Đây em nói cho mấy chị xem, ví dụ như là cái bộ đó em like, nhưng mà đã có 1-2 chị đặt rồi, hay là 3-4 chị đặt rồi, thì mình chuyển qua cái bộ khác giúp em đi. Tại vì mỗi mẫu còn có 1-2 cái thôi. Mình đã thấy 2-3 người đặt rồi, mình đừng có đặt nữa, mình chuyển qua mẫu khác liền nha. Đừng có đặt, mà nhiều khi nhiều chị mà để là cái chục chị đặt luôn mà mình vẫn đặt rồi mình không có hàng. Tại vì nếu mà người trên không nghe máy, bên em sẽ chuyển xuống cho chị thứ hai. Chị thứ hai không nghe máy, chuyển xuống cho chị thứ ba. Như vậy á mấy chị ơi, nên là em cũng không có chắc chắn được là mình có hàng hay không nha. Mấy chị phải hiểu là đồ sale còn có 1-2 cái à, cho nên mình thông cảm giúp em. Mình đặt nhanh thì còn hàng, mà mình mà ví dụ như là mình đặt lâu rồi thì mình đừng có đặt nữa. Còn cái em đang mặc còn nhiều, cho nên là chị nào đặt cái em yên tâm là có hàng nha. Yên tâm là có hàng, đặt cái em đang mặc yên tâm là có hàng nha. Đây ạ. Đây. Đây nha chị nha. Đây. Rồi, mã số là 514 còn hàng nha, nên là mấy chị cứ đặt. Rồi 514 nha, chị nào đặt thì cứ đặt nè, 514 còn hàng. Cái nào em nói còn hàng là em sẽ còn. Còn cái nào mà em qua mẫu nhanh là không có hàng nha. Cho nên mấy chị thông cảm, đồ sale mà. Đồ sale,
Chị béo Quyên ơi, yên tâm đi, lát nữa nếu mà còn nữa là nó sẽ còn trong bọc. Tại vì á, bên em mỗi cái còn một hai cái, nó chia ra nhiều bọc lắm. À xong like mới gọi nha chị Bảo Lâm nha. Trời ơi, em mới nói xong, qua mẫu nhanh hả? Qua mẫu nhanh thì em không có đọc được comment của mấy chị. Qua mẫu nhanh em không có đọc được comment của mấy chị, cho nên là nhiều chị hỏi em không có trả lời được. 40 kg mặc vừa nha. Rồi tiếp tục, yên tâm đi, còn nhiều cái đẹp lắm. Mình nhanh tay mình đặt hàng. Mình nhanh tay mình đặt hàng, 514 có một màu thôi. Còn nhiều cái mẫu đẹp hơn lắm, cho nên là mấy chị yên tâm. Không đặt được mẫu này đừng có lo, đặt mẫu sau còn nhiều cái đẹp lắm. Đây, tiếp một cái maxi màu trắng tiếp tục. Đây, đây nha, maxi nha, cổ yếm. Maxi cổ yếm nha chị nha. Đây, von bên trong là có một lớp thun. Đây, đây nha, đây. Rồi, mã số là D175. Đô D175, D175 nha. Đây, cái maxi. Rồi, chị nào lấy nhanh tay. 514 không có bút ngực. Cái của em mà không có bút ngực, không có bút ngực nha. Đó, chị nào đặt nhanh là có hàng. Ok nè, chị Trần Trần nè, nếu mà nghe máy là có hàng nha. Nhớ canh nghe máy giúp em nha, đừng có không nghe máy là em chuyển xuống cho chị kế tiếp. Nói thật, tại vì em muốn bán nhiều cho mấy chị lắm, nhưng mà mỗi bộ còn có 1-2 cái à, cho nên là mấy chị thông cảm. Mình mua đồ sale thì mình phải chịu giúp em, tại vì mỗi bộ còn có 1-2 cái à, cho nên là em qua rất là nhanh. Và chị nào đặt hàng sớm thì sẽ có hàng. Tại vì á, có 69.000 à, mình đặt sớm thì mình mới có hàng. Bé Quy tiếp D176 quá. Em nói thật, em muốn bán hết cho mấy chị lắm, khách người ta mua mà không bán, không có hàng rất là buồn luôn. Nhưng mà do là đồ sale còn có 1-2 cái à, cho nên là mấy chị yên tâm giúp em nha mấy chị nha. Mấy chị yên tâm giúp em nha, còn những mẫu sau rất là nhiều. Chị Bé Quyên ơi, mình yên tâm đi, nếu mà những chị trước đặt hàng trước chị á mà không nghe máy là em chuyển xuống cho mình liền, hiểu không? Ý là ví dụ như là bộ đó 5 người đặt, ví dụ như bộ đó 5 người đặt mà chị trên người ta không nghe máy, em chuyển xuống cho chị thứ hai. Chị thứ hai không nghe máy, chuyển xuống cho chị thứ ba. Chị thứ ba không nghe máy, chuyển xuống cho chị thứ tư. Chuyển xuống chừng nào cho có chị nghe điện thoại thì bên em sẽ hết hàng liền, hiểu không? Ý là như vậy. Chứ mà mấy chị yên tâm đi, rất là nhiều mẫu xinh. Chị đặt ba cái rồi à? Ok. Đồ chế ạ. Đồ em đang mặc 53kg nha mấy chị yêu nha. Tại vì em cũng muốn bán nhiều cho mấy chị lắm. Thật có bán đồ mà ai không muốn bán nhiều, đúng không? Nhưng mà bây giờ đồ sale thì mình phải chịu, mua đồ rẻ mình phải chịu giúp em một xíu nha. Rồi, cái đầm body thun gân. Đây, đầm body thun gân rất là xinh. Đây nha mấy chị nha. Tay của nó phối ngọc trai nha chị nha. Đằng sau khóa kéo luôn nha mấy chị nha. Đây, phối ngọc trai đằng sau khóa kéo, chất của nó thun gân. Đây nha mấy chị nha, rất là xinh. Rồi, mã số là D182. Bộ này xinh lắm, D182 nha. Đây. Rồi D182, chị nào lại nhanh tay đặt nhanh nha, đặt nhanh thì còn hàng á. Đặt chậm là không có hàng rồi, chắc em nha. Đặt chậm không có hàng chắc em không chịu đâu. Rồi cái bộ body hồi nãy á là D182. Ok nè, ok chị Nina Trần nè, đó đặt nhanh. Rồi em đem cho mình một cái set bộ rất là xinh. Đây nha mấy chị nha, đây. Màu đỏ đô nha, màu đỏ đô nha. Đây màu đỏ đô nha. Đây nha màu đỏ đô. Kèm quần nha, kèm quần. Đây kèm quần. Kèm quần có cả túi nha, có hai túi nha. Có hai túi. Rồi mã số là D181. D181 nha, kèm cả quần luôn, cả set 69.000. Em đang lên mẫu nè. Em đang lên mẫu. Mấy chị ơi, em nói hết nổi luôn rồi, mình thông cảm giúp em một xíu, mình chờ giúp em một xíu nha. Em nói muốn tắt tiếng luôn rồi đây nè. Em nói muốn tắt tiếng luôn. Babido em qua rồi, mới hết một mẫu Babido. Em nói muốn xỉu luôn á, mình thông cảm giúp em một xíu. Không, đồ của em đang mặc có một bộ à, có một màu à, bộ đồ của em đang mặc có một màu à. Rồi tiếp theo một cái dung giả váy nha chị nha. Đây dung giả váy, đây dung nha chị nha, và nó có một lớp này giả váy. Đây nha mấy chị nha, một lớp giả váy như thế này nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo nha.
đằng sau có khóa kéo cho mình nha chị nha. Có bột nơ luôn, rất là xinh, cái dùm này rất là xinh nha. Rồi, mã số là D171, D171 nha. D171, chị nào lấy nhanh tay D171. Vài cái nữa em offline stream nha, em nói hết nổi rồi mấy chị ơi. 69.000, 69.000 nha. Mệt quá, nói hết nổi rồi. Em nói hết nổi rồi đó mấy chị ơi. Một hai cái để móc live stream nha. Rồi một cái váy xòe, hồi nãy chị nào kêu em lên váy xòe nè. Đây, một cái váy xòe chất liệu của nó là ren ở trên phối lưới, có cả dây buộc kiểu trên luôn. Đằng sau có khóa kéo, có cả gài nút như thế này nha chị nha. Đây, đằng sau có khóa kéo, có cả gài nút như thế này luôn nha chị nha. Đây, rồi mã số là D178. 52kg vòng eo bao nhiêu? Vòng eo dưới 72 mặt mới vừa nha. Rồi, mã số là 178 nha, chị nào lấy nhanh tay. Mã số cái màu váy màu đen á, 178, 57kg không có đồ. À, 178, D178. D178, chị nào lấy nhanh tay nha. Có ồ, em ráng nói nãy giờ lắm rồi đó. Em nói từ sáng giờ em like đồ, từ sáng giờ em đuối lắm. Cho nên là nhiều chị vô á, em đâu có trả lời được đâu. Tại mệt quá, trả lời không có được. Mệt lắm, trả lời hết nổi luôn rồi. Cho nên là mình thông cảm giúp em nha. Rồi một cái váy công chúa, nhưng mà ở trên nó có lớp von nha chị nha. Đây, ở bên trong là váy body nha. Lớp von bên ngoài, bẹt vai một bên như thế này. Đây, đắp chéo á, ủa hai dây chứ lộn. Đây, rồi bộ này 52-53kg đổ xuống. Mã số là D179. D179 nha, 57kg không, 57kg không có đồ đâu chị yêu ơi. Rồi cái bộ hồi nãy là D179 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nè. Rồi đem thủy hơn cái váy đó hả? Đây nè, đây nè. Trời ơi, mệt quá em qua mẫu nhanh á. Đây, đây nha. D179 nha, cái bộ này D179. Em đuối quá mấy chị yêu ơi. Rồi bộ này nữa em off live stream nha. Bộ này nữa em off live stream nha mấy chị nha. Em đuối quá, nói hết nổi rồi. Chừa hơi ngày mai live tiếp. Chừa hơi ngày mai live tiếp chứ không thôi là mai nghỉ live đó. Cho nên là bộ này nữa em off live stream nha. Rồi một cái váy rất là xinh, 58kg bên em không có đồ. Đây, một cái váy xòe rất là xinh nha chị nha. Đây ạ, rất là xinh nha. Xòe màu trắng nha, màu trắng nha. Chị ơi, chị danh nhân ơi, hồi nãy có em qua rồi chị ơi, em qua mấy bộ đầm suôn luôn rồi. Nếu mà có nữa em sẽ lên, tại vì nó để lộn xộn hết các mẫu, có thì có nhưng mà bây giờ em không có soạn ra được. Tại vì em bóc được mẫu nào em sẽ like cho mình xem, chứ không phải là em ngồi em lựa, em không có được lựa. Em chỉ bóc trúng mẫu nào, tại vì một đống như vậy nè chị ơi, người ta đóng trong bọc hết rồi, em không có biết được mẫu nào là đầm suôn hết trơn á. Cho nên á là bên em thấy được mẫu nào bên em sẽ like liền mẫu đó. Và đầm suôn hồi đầu like em qua 2-3 mẫu luôn á. Rồi một cái mẫu váy xè nha, mã số là D180. Chị Thủy Trương ơi, mình cho em xin lại số điện thoại khoảng trống D180, khoảng trống địa chỉ giúp em, đừng có để số điện thoại không giúp em nha. Đây, rồi D180 nha, chị nào lấy nhanh tay. 52-53kg độ xuống, vòng eo dưới 72 nha. Ok, chị Bảo Lâm nha, em có học luôn á, cái này là nhân viên chốt hàng, chứ là em không có phải cho người chốt á, cho nên là mấy chị không cả. Rồi ok nè, ok chị nè, Giang Nguyễn. Rồi bây giờ là em off live stream nha, hẹn gặp tất cả các chị vào 4:30 ngày mai nha. Like thêm, em bây giờ em like hết nổi rồi, 44-41 cân mặc mẫu nào bên em cũng vừa hết. Em nói thật là em like hết nổi rồi, em muốn tắt tiếng luôn rồi đó. Bây giờ mấy chị muốn em like được 30 phút nữa, hay là muốn ngày mai em like tiếp, ngày mai em lên nhiều mẫu thêm nha. Ngày mai 4:30, mấy chị ơi, mình thêm bạn cái Trần Linh Đan nè, có ghi ở dưới á, thêm bạn cái fan nick, cái nick bán hàng của em đi, Trần Linh Đan á. Đây nè, Trần Linh Đan nè, mấy chị thấy không? Mình thêm bạn đi, ngày mai 4:30 bên em lên tiếp tục cho mình nha. Cầm luôn á, thiệt luôn, nó hết nổi. 4:30 bên em sẽ lên tiếp tục những mẫu đầm xinh tiếp cho mình nha. Thôi bây giờ cho em nghỉ đi, em nói thật em nói hết nổi rồi, cho em nghỉ nha.
Rồi ok. Rồi em nói hết nổi rồi, em nói thật luôn. Mấy chị ơi mình nhớ là thêm bạn theo dõi cái Trần Linh Đan giúp em nha, 4:30 ngày mai nha. Mình thấy bên em like là mình vô liền, để em like đầu, like đồ liền luôn cho mấy chị xem nha. Chứ bây giờ là em muốn câm luôn rồi đó. Em muốn câm luôn rồi, cho nên là mấy chị không kè cảm nha. Rồi ok ok mấy chị nè, like nữa đi. Rồi thôi ngày mai em like nha, 4:30 nha. Mấy chị nhớ đổi người like, hả? Nick này của em sao mà đổi được? Đổi rồi ai like? Trả tiền đâu có được đâu, bán 69 ngày không có lời rồi. Mà còn hả? Mà còn mướn nữa, làm gì sao mà được nha. Rồi cho nghỉ miếng nha. Rồi không có người để đổi luôn á. Nick này của em đổi là phải trả tiền cho người ta. Mà trả tiền cho người ta bán đồ 69 ngàn, làm sao mà trả tiền cho người ta? Hải vô đi kìa. Hải không biết Hải hay gì đó. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Em tốt rồi kêu Hải vô. Anh Hợp. Hợp hả? Ông mới la 6 giờ mà. Thôi bà chuẩn bị la rồi. Ai kêu Hải vô? Anh Hợp, cái cách kêu chơi. Đáng. Rồi, mấy chị ơi, em gặp mấy chị vào ngày mai nha. Rồi bye bye tất cả các chị nha, 4:30 nha. Nhớ thêm bạn theo dõi giúp em nha. Cầm.